Xin chào tất cả các bác, một cục đẩy 4 kênh Martin Audio London. Sản phẩm này thì công nghệ của anh em nhé, Martin Audio London. Với model MA300 thì hôm nay rất là nhiều anh em làm sự kiện đám cưới muốn xem cái nội thất bên trong cục đẩy MA300 này, thì em lên một cái video mở nội thất cho tất cả các bác cùng khám phá. Thì cái sản phẩm này công suất đạt chuẩn là 1.300W một kênh ở 8 ohm, 1.300W một kênh này. Chúng ta đánh thoải mái một cặp loa bass 40 em nhé. Một kênh này đánh một cặp loa bass 40. Hoặc là một kênh này anh em chơi một quả súp kép bass 50 cũng thoải mái luôn. Ok chưa? Thì bây giờ sẽ đi vào mở nội thất cái sản phẩm này ra để cho các bác cùng khám phá. Em vừa mới vặt ốc ra. Con này thì nó khá là nặng. Đầu đó tầm ngoài 40kg. Thì các bác có thể thấy quan sát bên trong nội thất cục đẩy MA300. Đầu tiên thì nhìn về cái cục nguồn, đúng không ạ? Nguồn này nó quá là lớn luôn. Nguồn này rất là lớn em nhé. Và là cục nguồn này là nguồn bao đồng luôn. Đó, tất cả bằng đồng hết em nhé. Cục nguồn này đồng rất là to và lõi đồng rất là to. Chính vì vậy nó chịu tải rất là tốt và lánh ra cái tiếng nghe nó rất là căng, rất là uy lực em nhé. Chơi lâu thì chúng ta không bao giờ sợ lóng máy hoặc là sợ bị vỡ tiếng ở trên cục đẩy MA300. Nhìn cái biến áp nguồn này của nó nhìn là quá là ok. Nguồn cao bằng lắp luôn. Ok, cao bằng lắp. Và cái linh kiện nhìn nó đầy trồi trội luôn. Linh kiện này chúng ta nhìn thấy nó quá phê, đúng không ạ? Tiếp đến này, tiếp đến thì nói về sò ở đây nhé. Ở đây sò thì nó khá là nhiều sò. Con này 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Đó, tầm trên này là 20 sò, ở dưới 20 sò là 40. Một vế công suất này em nhé, một vế này thì nó là 40 sò. Cộng 10 vế bên này 40 sò nữa là 80 sò, ok chưa? Đó, 80 sò. Và những cái linh kiện của nó thì đều là những cái linh kiện đều là những linh kiện cắm hết. Đều là những linh kiện cắm hết. Sau này chúng ta sử dụng lâu năm, có vấn đề gì hỏng hóc thì thay thế sửa chữa rất đơn giản. Thằng này thì chạy tiếng hay lắm, tiếng bền, tiếng ra rất là chắc tiếng. Và con này thì quá uy lực luôn, đánh độ bền cao, chơi 7-8 tiếng đồng hồ ngoài trời thoải mái luôn em. Đấy. Một cái tiếp nữa đó là về cái phần tụ anh em nhé. Tụ ở đây thì các bác có thể thấy nó sử dụng làm hai tầng tụ, chia ra làm hai tầng. Ở dưới nó còn có một tầng tụ nữa nhé. Ở dưới nó còn có một tầng tụ nữa. Và mỗi một tầng này nó sẽ là 16 tụ. Mỗi tầng này sẽ là 16 tụ. Hai tầng cộng vào sẽ là 32 tụ. Đấy, hai tầng cộng vào sẽ là 32 tụ. Ok chưa? Đấy, tụ tông đa anh em nhé. Tụ tông đa. Tụ này là tụ 10.000 mi âm pha. Ok chưa? Đó, 10.000 mi âm pha và tụ là... Tụ này là tụ, em xem này. Tụ này là tụ 63V, ok chưa? Đấy, quạt đây. Sử dụng hai quạt tản nhiệt ở mặt trước này. Hai quạt tản nhiệt ở mặt trước, ok chưa? Và hai quạt tản nhiệt ở đằng sau. Đấy, hai quạt, tất cả lên tới 4 quạt làm mát ở trên cục đẩy này. Thì cái sản phẩm này rất là phù hợp cho anh em làm sự kiện đám cưới. Đấy, em cũng đã bán rất là nhiều rồi. Đợt này về đầu năm này về số lượng rất là nhiều. Lên tới về tới 100 cục cơ. 100 cục đẩy gần như là ngày nào cũng đi 1 đến 2 con em nhé. Đầu năm anh em làm nhận được số rất là nhiều. Đấy. Công tắc tắt mở mặt trước này. Hàng quá đẹp luôn, chiếc Abi. Chiếc Abi anh em nhé. 1.300W một kênh ở 8 ohm thì một kênh này. Đấy. Anh em chơi được rất là nhiều các dòng loa. À, một kênh này chúng ta đánh thoải mái một cặp loa bass 30 hoặc là một cặp loa bass 40. Chơi những cái dòng loa ray ray bass 30, 40 đều được, hoặc là súp kép em nhé, từ 220 côn 100 đánh thoải mái. Đấy. Hàng này thì quá ok rồi. Quay một chút mặt đằng sau. Đấy, mặt đằng sau để cho anh em cùng xem. Ở đây mặt đằng sau thì đây nó có cái dây nguồn, các bác có thể thấy này. Dây nguồn là dây nguồn đúc luôn, dây này nó rất là to. Dây này rất là to, hàng đẹp luôn. Ok, hàng này thì quá là ok, xịn sò luôn. Và đây là mặt đằng sau của cục đẩy.
Nó sẽ có 4 đường input, cổng AB, cổng CD. Dưới nó sẽ cổng link, chúng ta có thể link từng cổng một nhé. Đấy. Rồi các chế độ gạt cầu như panel, starter, bridge, đúng không ạ? Chế độ chập kênh. Đó, rất là nhiều cái chế độ này. Gạt qua phải nó sẽ là chế độ chập kênh bridge này. Để giữa là chế độ stereo, đánh từng kênh riêng biệt. Gạt sang hết qua trái. Đó, thì nó sẽ là chế độ panel, nó link tín hiệu nha, link kênh. Ok chưa? Jack cắm ra loa chúng ta bắt buộc phải sử dụng mà jack logic. Ok chưa? Nó không có cầu sẵn. Đó, một cục đẩy rất là tốt và rất là đáng chơi để cho các bác làm sự kiện ở trong cái dịp đầu năm 2024 này. Hàng này thì em đã test sản phẩm này, test nhạc rất là nhiều và trực tiếp bóc hộp và test gửi đi cho rất là nhiều các bác hàng. Anh em quan tâm đến mẫu đẩy hay thế này thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em. Các bác mà muốn lấy đẩy công suất thấp hơn thì chúng ta có thể tham khảo sang cục đẩy LT4000 Fruit này em nhé. Con này chúng ta chơi sự kiện cũng được, 1000W một kênh. Một kênh chúng ta chơi được một cặp loa bát 30. Con này thì chạy 32 sò. Hàng này là hàng cao cấp em nhé, cũng là hàng cao cấp. Mẫu này là mẫu mới LT4000 Fruit, là cũng là bản mới, bản nâng cấp của con LT4000 trước em bán. Cũng là hàng chính hãng để có thêm bảo hành chống hàng giả. Riêng cái sản phẩm đẩy LT4000 Fruit này thì đang có giá là 9 triệu đồng em nhé. 9 triệu đồng, ok chưa? Một mẫu đẩy rất là hay và rất là đáng chơi. Rất là đáng chơi. Anh em mà trong khoảng tầm 9 triệu là chúng ta có thể chơi cái cục đẩy này, nó quá ok rồi. Đánh một bộ dàn đám cưới. Đấy, gồm có 4 loa bát 40 hoặc là 8 loa bát 30 đều chơi trên cục đẩy LT4000 Fruit này được. Và giá thành khá là bình dân, chỉ 9 triệu đồng thôi. Cao hơn thì có con D4150 em nhé. Con này thì em bán khá là nhiều, 1500W, hàng này hàng cao cấp. Đấy, hàng cao cấp. Đấy, nguồn xung em nhé, nguồn xung mạch class D. Đấy, nguồn xung mạch class D thì con này đang có giá là 14.500.000 đồng. Các bác có thể thấy quá là mỏng luôn, rất là mỏng và nhỏ gọn. Còn hai con này thì nó chạy mạch class H. Thì sản phẩm đẩy MA300 thì hôm nay đã lên một cái video mở nội thất cho anh em cùng khám phá. Một cái video rất là ý nghĩa cho anh em nào mà đang có nhu cầu muốn mua cục đẩy này, thì các bác quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Video cũng xin dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.